Bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu đem cá ra suối để phóng sinh nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thả cá nha cả nhà. Cầu phóng sanh là cầu thế nào không ta? Cầu đây cầu phóng sanh nha cô chú. Đó, nó cái tên đó, cầu phóng sanh ha. Đó. Đây là cái anh cũng được, không được cái nhỏ hơn. Đây cũng được, đây để bò xuống nha. Nó bò nhanh lắm, nó mà nước. Trời ơi. Trời ơi, nó lội kìa. Đây rồi. Nó bắt tiêu rồi. Nó bắt tiêu. Ó kìa kìa. Đấy, có là một hơi đúng rồi tới đó kìa. Ủa nó không biết bơi sao ta? Biết, tại nó còn nhỏ. Đây là đây con lớn. Đó, con to. Con thứ hai. Trời ơi, thấy cưng không? Nó lặn nhanh lắm anh. Nó không nổi luôn ta. Nó lặn đi đâu rồi? Anh bỏ con nó đi hơi nơi lần sau nó dẫn đi anh. Ủa mất tiêu rồi. Cá nhiều lắm nha, lặn đây, phóng sinh rất là nhiều nha cô chú. Không lặn đâu nha. Em im ru luôn rồi, xuống đáy luôn, nằm rồi. Ông nói là ông đực, ông kế nằm đây rồi. Rồi lặn rồi, thấy xíu lại lặn luôn rồi. Lặn luôn rồi. Đó rồi. Ê, bà xã ơi, bị kiến vàng trắng rồi. Ủa, nó nằm đó kìa. Đâu? Đó, nó mất cái tẩm gì đó đó. Phải không? Ừ, nó đó. Đi, lộ, tớ bảnh nổi lên kìa. Hai con nhỏ, đây con nhỏ. Cá kìa, cá kìa, cá kìa. Tiếp lên đi. Cá kê nha, cá kê nha. Anh chàng hãng ở trên đợt kia. Đó đúng rồi.
đầu như thế nha. Ủa con chi đâu ta? Con thù cái đâu nha? Cá chép ha, cá chép. Cá chép hả? Cá chép. Chép đẹp quá. Gần con kênh xá nữa. Đằng này phóng chân rất là nhiều nha cô chú, nhiều hơn hóa lần trước anh. 3.000 con mới hai rùa nữa. Hơn mất nhiều. Quá. Ờ con kia chết lên ơi. Con kia đường nè. Nó ngọt. Cái bạch tạng á. Nó bơi xung quanh cái thành. Cái bạch tạng nó chết hết nha. Con nào chết. Có bạch tạng là có gì anh? Trắng á. Trắng cỏ hả? Không á, cái này mà nó bạch trắng. Cá chê trắng không? Cá bạch tạng. Dạ. Cá đây hiếm. Ở trong đây cũng có. Có một to lắm. Nhiều lắm nha. Tới 200 bạch tạng. Mà có đồ ăn cho nó ăn rồi trời. Cái đây mình thích phóng của anh nha, kênh kia mới đẹp. À kênh này nó xanh này ha. Rồng sống nè. Cá chê nó dễ sống. Còn cái cặp có kéo gì hâu lọt đó gan. Cá trê, đa số cá trê nhiều. Ồ nó bù lỗ thủ luôn anh. Mà có ông rùa đi đâu rồi ta? Cũng lội đi xa rồi anh. Ông rùa cũng lặn cá mất tiêu luôn rồi. Cá đó đẹp ha. Cái con nó mạnh nó búng nó chạy. Cá mè. Vừa ấy cái bạch nó bắn ra ngoài luôn á. Để em quay cái máy cho con chú nghĩ coi có bà rùa đi đâu rồi. Rùa làm gì xuống chầm dưới rồi. Dạ nó lặn một hơi à. Mất xác. Không thấy nó nữa. Hồi nãy nó lặn một cái nó lặn út bên kia luôn. Trung bên kia. Dạ. Đó. Rồi thêm một bịch cá chép. Kìa có con nổi lên kìa. Con rùa cái kìa. Kìa đó, con rùa nổi đó. Rùa nhỏ. Được mấy con? Con rùa bự không có thấy, con rùa bự nó lặn mất. Hết chưa anh? Còn. Có rùa phi cũng nhiều nha. Bên này thả nhiều mà. Có rùa phi nhiều lắm. 3 triệu rưỡi. Có con nó lên kìa, có rùa phi kìa, có rùa phi. Ừ. Cô chú anh chạy thấy có rùa phi kìa. Một đàn cá rô phi cũng được. Có đó. Hay vậy. Có con rùa kìa, lại quay con rùa kìa. Đó lại quay con rùa kìa. Con rùa kia nó mất tiêu rồi ta. Mà trước sau nó cũng gặp nhau à. Bà cái mà bà động đực là bà đực có kiếm tới thôi, không cần nữa. Mình chơi cá nhưng người ra mua thì không kịp, người ta về mất tiêu rồi. Rồi xong rồi, cô chú anh chị. Thì em cũng kết thúc video luôn, cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xem video, ủng hộ cho em một lúc like. Và đăng ký kênh. Phóng sinh xong rồi, cả nhà khán giả. Cá hồi hướng cho năm mới đêm nha cả nhà. Thôi em xin phép tạm dừng video ở đây. Chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Chạy.